điều khiển dẫn tới tình trạng mạch lỗi không hoạt động, chập loạn hết cả lên rồi. Một thứ hai là phần công suất là có vấn đề. Bây giờ mà làm lại phần công suất này thì cũng không được, bởi vì làm cái công suất này thì kiếm rất là khó cái khối của công suất này. Công suất này làm xong thì không biết là còn vấn đề gì không. Thì với một chiếc đài cassette như hiện nay thì chi phí rất là thấp rồi, mua một cái mới, không phải mới, một cái đang chạy được cũng rất là rẻ. Nên nếu mà sửa thì khả năng thì như rồi. Hello, chào bạn. Chào giúp bạn quay trở lại kênh sao rẻ thế.com. Đây, hôm nay mình có một chiếc đài Panasonic chạy điện 110. Hôm nay mình sẽ có một clip chia sẻ với bạn về cái đài Panasonic này nha. Tháo ra xem ruột và tiến hành sửa cái đài Panasonic này. Cái đài này thì bệnh của nó đầu tiên rất cơ bản thôi, là sử dụng điện 110, sau đó là anh này đã cắm nhầm sang điện 220. Thì cắm một cái xong rồi rút ra cái thì nó khói luôn, kiểu tách cái thế là anh ấy không chạy nữa. Cắm lại thì vẫn lên màn hình. Màn hình lên như vậy có một điểm hơi bựa là khi màn hình nó lên ấy thì không ra tiếng nữa, nó chỉ tiếng ù ở trong thôi. Thì mình đang nghi là chết phần công suất rồi. Với những con mà chết kiểu công suất nặng thì khả năng sửa cũng hơi hơi căng một chút. Đấy. Bây giờ ta sẽ bắt đầu tiến hành nhìn tổng quan sơ bộ qua về cái loa nhé, là về cái đài cassette. Những cái năm trước mà có cái đài này thì đúng là khủng khiếp luôn, quá tuyệt vời, nhiều tính năng trông rất là ghê gớm luôn. Bạn sẽ nhìn thấy có như rất nhiều loa luôn này, một loa này, hai loa này. Đây này, bên này có ánh sáng dễ nhìn hơn này. Một, hai loa, ba loa. Tức là mặt trước của cái đài này là 6 loa. Đây mình sẽ mở cho bạn xem. Đây, rất nhiều tính năng của cái đài luôn. Đây. 6 loa chạy hai cửa đĩa. Hai cửa băng. Cassette hai băng. Nắp này là điều khiển được nhá. Nắp này là sẽ bấm để cho nó mở ra vào được. Đấy. Chức năng thì làm phần lớn sẽ ở trong này. Đây nút bấm bên ngoài. Tăng giảm bật tắt thôi, những cái nút cơ bản thôi. Bật CD rồi bật đĩa 1, đĩa 2, đĩa 1, đĩa 2 này này, chuyển các hệ. CD thì mở thay dưới này. Ở dưới này. Đây nhá, ổ CD thì sẽ mở đây. Bấm nút CD. Có chuyện có nút ra vào, nút bật tắt. Bật một cái nào sẽ thòi khay CD ra. Hoặc là ổ đĩa 1, đĩa 2 thế. Các cái mặt đĩa này thì họ sử dụng công nghệ điều khiển theo kiểu nhiều cho họ dễ hiểu nhà điều khiển từ xa rồi. Tức là điều khiển bằng toàn bộ bằng phím điện tử hết chứ không có cơ. Nên là cái đài Panasonic này đời khá là cao rồi. Mà chỉ tiếc một cái là chạy 110 chưa chuyển sang 220. Thành ra là chạy bị sự cố. Đấy, bây giờ ta sẽ tiến hành tháo nhá, tháo cái đài ra xem cái phần khung bên trong của nó ghê gớm nhau. Bên là phần phía sau của chiếc đài bạn nhé. Đây, họ sẽ trang bị một cổng phone này. Một phone này. Ở đây có một cổng AUX in này, CD out này, mic này. Cổng mic vào luôn này, tức là con này cực kỳ nhiều tính năng luôn. Nhìn phê lòi. Pin thì lắp rất là nhiều luôn này, toàn pin đại. Ngày trước thì hầu như là theo model pin đại này hết này. Pin đại ở đây nó có pin phụ, không biết làm gì đây. Chỗ này có khay pin phụ này. 1, 2, 3, 4 quả, 4 quả 6V, khả năng là pin lưu giữ dữ liệu cho cái máy này. Tức là bộ này phải nói là khá là khủng khiếp, nhưng mà nói cái thời trước mua được cái bộ này nhiều tính năng lắm. Tiếc mỗi cái là chưa chuyển sang 220 rồi. Rất ghê. Đây có một chân lắp anten này, FM an, AM an. Rất khủng luôn. Thích bắt sóng gì mạnh thì có thể lắp anten của sóng ấy vào, rất ghê. Đây là phần nội thất bên trong máy nhá, khi mình mới lật ra kéo ra này, chưa kéo hết luôn này. Còn nó bắt đầu mở ra này. Đây, hai loa 20.7 ohm. Một loa một bên. Một loa bên này nữa này, chưa kéo ra hết luôn này. Thiết kế rất tinh xảo luôn. Đây họ tách phần nguồn riêng này. Hầu như các đài họ đều chơi kiểu tách nguồn riêng hết. Đây. Ốc dụng ra hết rồi này. Đây phần nguồn nhá. Bây giờ tiến hành xử lý khối nguồn trước thôi. Đang sợ là không chết nguồn, nó xung vào cái khu dưới kia thì hơi nguy hiểm.
đây là cháy đen cầu chì luôn này. Vô lý nhỉ, cháy cầu chì để sau này ông vẫn có thể bấm nó lên hình này nhỉ. Đây phần tiếp ra pin đây, ở đây. Tách riêng khu. Đài Nhật thường theo phong cách mình sẽ tách khu ra. Tách hai mặt. Từ trước giờ họ vẫn làm theo cái phong cách như vậy. À, ông này hàn dây lại này. Có dây hàn lại ở đây rồi. Có vết hàn. Hàn gì mà to thế? Cầu chì to quá các bạn ạ. Điện vào đây, thế thì khu này điện có điện vào rồi. Thế là phần mạch của loa mình tách riêng hai phần nha, các bạn cùng xem dễ nha. Đây các bạn sẽ thấy này. Họ đây họ cũng khá là từ cái đài này dạng cao cấp của ngày xưa. Thành ra họ làm và tách rất là tách từng khối ra luôn. Đây khối loa này. Ở đây sẽ qua hai cái jack connect đây. Connect sẽ cắm vào đằng đầu trước của cái đài này. Đằng trước ở đây. Đây. Đây một loạt jack đây. Cắm vào connect là nó sẽ truyền tín hiệu ra loa này, còn khi rút nó thành một mảng này luôn. Toàn bộ khối trung tâm sẽ nằm hết đây. Cấp nguồn qua cái dây này. Thế thôi. Để chạy trong. Bây giờ muốn xử lý khối nào thì tách khối ra. Đây là khối FM ở dưới thấp nhất này. Tầng thấp nhất này. À chính là tầng quay đĩa. Quay đĩa thì họ dùng công nghệ đời trước, thành ra chắc chỉ đọc CD thôi. Cũng không đọc đến được mức độ DVD. Ở đây có cả phần để giúp các bạn mở được cái khay đĩa ra này. À, mở được cái khay mặt trên này. Mặt mà nút đóng mở ra để xem được màn LCD trên chính chỗ này. Có cả điều khiển luôn này. Báo cả hành trình luôn, rất ghê. Đây là phần ruột mình tháo bên trong ra này. À, tách cái phần chính ở trong ra. Thì đây, khi tách ra mình phát hiện ra nó có vấn đề là chỗ này có màu vàng này. Của nước, cái mạch này trong nó bị nước chảy từ trên này xuống này. Không biết tại sao nước chảy ở đây luôn này, chảy vào khu này. Đánh khu điều khiển khu trên nên lúc anh bảo là cái này bị chạy bị chập. Đây chính chỗ này chập này. Chập phím này. Hỏng hết nút luôn, khuôn khu trên. Đấy, nguyên nhân chập là như vậy. Cộng là 2, cộng thế thứ hai là con này là đang bị ù, khả năng là chết phần công suất rồi. Cắm điện bị tăng lên, tăng sông là nghẹo. Bây giờ mạch sẽ phải tiến hành vệ sinh đó. Vệ sinh lại các cái khe và cái chân này. Thì để tiến hành vệ sinh xong thì mới có thể làm được tiếp. Con này nhìn hoa mắt luôn. Những con này thì các bạn thường là lên xem video tự làm tại nhà nhé. Khi mang ra thợ thì hoặc mang ra bên kỹ thuật thì thường họ rất ít làm những cái này. Thì những cái này thật ra là tháo ra rất là lắt nhắt và lâu. Nó không như bây giờ những cái dòng đời mới là tháo thì ngon ăn lắm. Tháo ra ngại lắm, này có thể tháo mất buổi sáng ấy. Đây là còn cao cấp là toàn dùng cái chân connect này, các bạn nhìn này, chân này. Chân này dùng thích nhưng mà sau đến lúc lắp vào thì nó hơi khoai. Sợ nó sai khớp cái nó không chạy luôn. Lúc ấy lại rất là mệt vì chân nó cong. Rồi, chân xong rồi. Cái chân này lau xong là được rồi. Tiến hành vệ sinh cái chân này nữa. Chân này. Đây, đây này. Vàng ươm hết luôn. Nhìn là sẽ biết như nào luôn. Quá khủng khiếp. Cái khu này là khu sóng các bạn nhé. Khu cấp sóng và họ ở đây họ rất cao cấp, họ chơi hẳn chống nhiễu luôn. Chống nhiễu hết cho các khu. Tránh bị sự cố. Tất cả khu đều được đã lắp được lắp chống nhiễu hết rồi nha. Hàng cao cấp. Đây là phần mạch sau nhé. Mạch sau thì đang có một vấn đề là khi mình thấy ở chỗ này anh ấy đã tiến hành hàn tách chân của một con chân Z. Ở đây rất nhiều chân luôn các bạn nhìn này. Hai con này thì thường sẽ là hai con phụ trách phần âm thanh ra. Nhưng ở đây hình như họ chạy hai kênh độc lập. Tức là một phần là đánh súp, một phần là đánh tép nhiều và không cùng chung một con IC điều khiển. Đây này, tách riêng. Bên này thì đang bị tách chân rồi, không chung chân với nhau.
Nguyên tại sao lại tách chân ra. Cái này khả năng sẽ phải tách hẳn ra hoặc là kiếm một con linh kiện khác thay thử vào. Bộ này bây giờ đang bị tình trạng là chập các bạn nhá. Không biết là con IC trung tâm bị nghẹo rồi hay sao ạ. Xong điện 120 vào thế là nghẹo luôn rồi. Bấm này, bấm nút đang loạn xạ hết cả lên. Đây mình bấm mèo nút đang loạn xì ngậu lên này, tắt không tắt được luôn này. Với những trường hợp mà bị mạch như này thì thường thì chắc khả năng các bạn sẽ phải bỏ cái đai này thôi. Bởi vì nó đang bị chập ở phần IC điều khiển, dẫn tới tình trạng mạch lỗi, không hoạt động, chập loạn hết cả lên rồi. Một thứ hai là phần công suất này có vấn đề. Bây giờ mà làm lại phần công suất này thì cũng không được. Bởi vì làm cái công suất này thì kiếm rất là khó cái khối công suất này. Công suất này làm xong thì không biết là còn vấn đề gì không. Thì với một chiếc đài cassette như hiện nay thì chi phí rất là thấp rồi. Mua một cái mới, không phải mới, một cái đang chạy được rất là rẻ. Nên nếu mà sửa thì khả năng thì như ca này chắc là hơi căng rồi này. Rất là khó sửa ca này. Đây, hiện tại bây giờ cơ đang kêu loạn xì ngậu lên luôn này. Đây này, cái thằng này đang thòi ra này. Chưa có khả năng các bạn bỏ thôi. Cơ bắt đầu báo lỗi này. Cơ đây họ sử dụng cơ bằng điện tử hết nhé. Mở điện tử hết, đóng điện tử luôn. Cái đài này dùng rất là thích nhưng mà sẽ bị một vấn đề phát sinh khi dùng lâu ngày. Chính là cái vấn đề về cái chỗ đường cáp từ cái màn hình này xuống này. Nước chảy ở trong mạch, chậm mạch rồi. Chậm mạch chết đi, chết công suất, sau đó cộng với việc là bị cái biến áp này cắm 220 vào, nó xông điện vào chết IC điều khiển. Thì ca này tốt nhất là các bạn dừng lại nhé. Đấy, thì hôm nay mình coi như mà bài hôm nay mình chia sẻ với bạn chút là xem phần nội thất bên trong của cái đài cassette thôi. Còn sửa thì chắc hơi căng. Thay công suất cho nó thì mà cứ chạy loạn xạ này thì không làm gì được. Không bấm được cái gì luôn. Tách các khối ra hết rồi. Định làm nhưng mà không ăn thua. Đây. Đấy, phần mặt trước, mặt sau. Đây đang kêu loạn. Đéo eo luôn rồi. Cái này mở khay rồi nhưng mà cái cảm biến nó không nhận về để đóng khay lại. Đây, vậy là hôm nay mình chia sẻ với bạn về chiếc đài Panasonic nhé. Tháo ra xem nội thất bên trong này. Xem các cái nội thất và những cái hướng mà đài có thể bị hỏng do người sử dụng. Để các bạn phải chú ý, lưu ý. Và sau đó là cái phần về sau này, buổi sau thì mình sẽ có một bài chia sẻ với bạn về cái đài này. Tiến hành nâng cấp thêm cái phần chuyển từ 110 sang 220. Đấu vào thế thì sẽ rất là an toàn, chạy ở điện Việt Nam. Còn cái đài này là mua nguyên bản vẫn là 110. Thì ra mới bị cái tình trạng là được 3 bữa thì nghẹo. Anh này cũng đen. Đài này nghe rất là thích, chạy 2 bát, chạy 4 loa mặt trước, mặt điều khiển các kiểu. Nhưng mà bộ này nó đang bị chết con IC trung tâm rồi. Bấm loạn xì ngậu lên rồi, đang vứt rồi không ăn thua. Thành ra là trước cũng thấy có một anh sửa rồi, anh đi chọc vào rồi anh đi thôi không sửa nữa này. Đẩy cho mình thấy lạ. Tháo ra mới đo đạc sơ qua thì khả năng sửa được con này rất là thấp nhé, khoảng 40%. Sửa được thì gần như phải thay một số linh kiện chính. Mà thay những linh kiện chính thì tốt nhất là lên mua cái đài khác. Bởi vì thời gian là đài này giá trị rất là thấp rồi, nó không còn được như trước nữa. Thế mọi người bây giờ toàn sang cái đài mà bắt bờ tút rồi các kiểu luôn rồi, chứ không như này. Hoặc là các bạn có thể thích thì có thể chế cái mạch này, thắp thêm cái mạch Bluetooth vào để chạy cũng được. Đấy là một phương án tiếp theo cho các bạn. Rồi, các bạn theo dõi thôi mình nhé. Chúc các bạn sửa chữa được nhiều thiết bị hơn. Bye bye.